xin mọi người cầu nguyện để cho có quan tài. Đúng không? Để lên trên này để cho mặt Đức Cha mở quan tài ra rồi nhưng mặt Đức Cha vẫn y như vậy không có tan, người Đức Cha hãy còn cứng nguyên. Đôi lông mày rất còn đẹp. Cả chân cả người hãy còn cứng, chưa có tan rữa mà mở nắp quan tài ra rồi. Thường thường sự thường là nó người ta phải mở ra cái là bị tan ngay. Bây giờ đang tính toán phải mua quan tài mới để đưa Đức Cha sang, đang đợi. Xin mọi người cầu nguyện. Đây này, 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 đ